Tập 20. Nghe nói ông chủ Phương mời rất nhiều người Nhật và những người có tiếng trong xã hội. Những người ông kết giao đều là tầng lớp quý phái. Việc làm ăn của ông ngày càng lớn mạnh nhỉ? Người làm ăn mà, đương nhiên sẽ hy vọng việc làm càng ngày càng lớn mạnh, cho dù chỉ là chút lợi nhuận. Bắt đầu từ bao giờ anh trở nên ham tiền như vậy? Sống ở thời loạn, ai cũng nguy cơ. Tôi cũng phải có những dự tính cho mình thôi. Nhưng mà cách anh kiếm tiền cũng không đúng đắn đâu. Tôi nghe nói thiên kim của thị trưởng Phó đã dời Tô Châu. Sao nào, mất đi chỗ dựa rồi? Lại muốn tìm chỗ dựa mới à? Nghe giọng điệu của anh, hình như không phải đến xin hàng. Đây là việc của tôi, tôi không cần trả lời anh. Chuyện của anh và Phó Phương Vi ai cũng biết. Tôi thật không ngờ anh là đồ hai mặt, là loại tiểu nhân tham vinh hoa phú quý. Tôi cũng phải nhắc nhở anh một câu. Bây giờ anh đang làm việc với người Nhật, sẽ có rất nhiều người muốn giết anh. Bây giờ anh lôi Như Ca vào là gây nguy hiểm cho cô ấy. Vậy anh muốn thế nào? Muốn bắt đầu lại từ đầu với cô ấy à? Xem ra là không được đâu. Vậy thì người phải rời đi đáng lẽ là anh mới đúng. Nếu anh đã coi trọng tiền tài và quyền vị hơn cả Như Ca, vậy thì phiền anh đừng làm phiền cuộc sống của ấy, đừng làm tổn thương trái tim của ấy nữa được không? Anh muốn theo đuổi cô ấy. Với thân phận hiện giờ của tôi không có tư cách đó. Nhưng việc của Trần Như Ca chính là việc của tôi. Tôi sẽ chăm lo cô ấy đến cùng. Như Ca, sao anh đến đây? Đúng lúc anh đi qua đây, tiện tới thăm em. Phải rồi, em đã nhận được thiệp mời của Phương Nguyên chưa? Nhận được rồi, nhưng em không đi đâu. Anh ấy cũng mời anh à? Đúng vậy. Có vẻ tên này muốn bắt gọn tất cả giới cầm quyền và thương gia ở Tô Châu đây. Thật không ngờ, bây giờ anh ta lại tham quyền như vậy. Khí chất năm đó không biết đã biến đi đâu rồi. Anh A Luân, cả tối qua anh làm cái này có tác dụng không vậy? Đợi lát nữa thử là biết. Chọn chỗ này đi. Đúng. Như Ngọc, em mau tránh xe bên đó đi. Được. Mau lên, mau lại đây. Sao không nổ vậy? Tôi đã nói gì nào? Cách cũ rích này của cậu không dùng được đâu. Không nổ được phải không? Vô dụng rồi. Người xưa có câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Quả là không sai. Chúng ta về chế tạo thêm mấy chiếc to hơn nữa, vậy mới đủ nổ chết mấy tên Nhật. Anh A Luân, anh thật tài giỏi. Cái này có gì mà giỏi đâu chứ? Cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, có biết làm gì khác đâu. Anh thì hiểu cái gì? Bây giờ thời kỳ kháng chiến, thời điểm này chính là xem ai giết kẻ địch nhiều hơn. Anh nhìn anh đi, cầm súng còn cầm không chắc, chỉ biết ăn uống vui chơi. Anh A Luân, bao giờ em bắn súng vậy? Em là nhị tiểu thư, động vào thứ đó làm gì? Vậy tại sao chị A Lan lại được cầm súng cầm dao? Anh A Luân, em xin lỗi. Không phải em cố ý làm anh bực mình đâu. Em không nên chạm vào vết thương lòng của anh. Nhị tiểu thư, chúng ta đừng nói nữa. Hay là chúng ta nghĩ xem nên ăn gì? Tôi đói bụng rồi.
Phải đó, em mua chút đồ ăn nhé. Tôi đi với cô. Tôi đi với cô. Anh đó hả? Thôi anh ở nhà đi, kiếm chút củi về nấu cơm đi. Em đi một mình nguy hiểm lắm. Thế này, anh sẽ đi cùng em. Được, đi thôi. Tôi... xem hàng đi, rau này tươi lắm đấy. Đến mua đi. Không mua cái này, mua cái này đi. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này rẻ thôi. Anh A Luân, anh thấy cái này thế nào? Được đấy, nào, chờ cho tôi mấy quả to to chút. Có ngay, cô xem mấy thứ này ngon lắm. Anh A Luân, con cá này tươi quá. Đúng vậy, chúng ta nên làm món gì đây? Về nhà chúng ta lấy đậu nấu canh. Được. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta làm thêm mấy món nhấm rượu. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, A Quả, nhị tiểu thư, anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm cô. Sức khỏe mẹ tôi thế nào? Vẫn ổn, vẫn ổn. Vậy chị tôi sao rồi? Cô ấy có thiếu tá cận bảo vệ nên cũng khá ổn. Cận Ngữ Đường, Cận Ngữ Đường bây giờ không phải là sư trưởng của Hán Giang sao? Sao chị tôi đi cùng hắn? Nhị tiểu thư, bây giờ cô ở đâu? Anh đừng hỏi chuyện này thì hơn. Anh ta là ai? Anh ấy là một người bạn của tôi. Phải rồi, anh có tin tức của Phương Nguyên không? Anh ấy hiện giờ rất bận. Đúng lúc cậu chủ đang ở hàng đá quý Tây Dương, chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Việc này ồn ào tới mức toàn thành đều biết. Theo tôi được biết, những kẻ có gia giới trong đám người Nhật đều được mời đến. Nhị tiểu thư, theo tôi về nhà đi. Mọi người trong nhà đều đang lo cho cô. Tôi không thể quay về được. Anh đừng lo cho tôi. Anh mau quay về đi. Tôi đi đây. Nhị tiểu thư, theo tôi về nhà đi. Cuối cùng hai người cũng về rồi. Dân Lai, tôi đợi một lúc lâu đấy. Nào nào, đưa cho tôi. Vào nhà đi, chắc là mệt rồi hả? Nghỉ ngơi chút đi. Để tôi nấu cơm. Cá xong rồi. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, nào. Nhị tiểu thư, nếm thử món cá tôi làm đi. Ngon lắm đó. Nào, anh A Luân, ăn cá đi. Đừng có gấp trước chứ. Anh A Luân, em gấp cá cho anh. Anh A Luân, sao anh không ăn? Hôm qua tôi có gặp Phương Nguyên. Bây giờ anh ta đã lộ rõ bản chất rồi. Đã cùng hội cùng thuyền với lũ Hán Giang đó rồi. Gặp những kẻ đó giống như gặp được một nửa của mình vậy. Tại sao Phương Nguyên lại trở thành Hán Giang chứ? Chính mắt tôi nhìn thấy, không sai được đâu. Nhân dịp bữa tiệc liên quan kỷ niệm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Tôi phải bắt hết đám người Phương Nguyên, Chu Lập Văn, còn cả Phó Giang Nguyên và Cận Ngữ Đường nữa. Nếu Phương Nguyên mời được cả Kitano Tamaki thì càng tốt. Chúng ta phải nói trước. Đi giết những kẻ này tôi có thể giúp một tay, nhưng tôi có điều kiện, không được động đến chị tôi. Vậy nếu cô ấy đeo bên cạnh Cận Ngữ Đường đó thì tôi không dám chắc. Cho dù là vậy thì chắc chắn cũng bị ép buộc. Được rồi, được rồi. Hay là chúng ta đừng giết ai cả, được không? Cứ coi như lũ Hán Giang đó sẽ gặp báo ứng đi. Nói đi nói lại, chỉ dựa vào ba người chúng ta, làm sao mà biết được chúng chứ? Nhị tiểu thư à, cô nói xem, nếu cô có mệnh hệ gì thì quả là đáng tiếc. Nếu ai ai cũng nhát gan sợ việc như anh thì chắc chắn đất nước Trung Quốc này sẽ không còn. Tôi chỉ nghĩ cho cô thôi mà. Được rồi, đừng nói nữa. Phiền quá đi mất. Đi ra ngoài cho tỉnh táo lại đi. Cô làm tổn thương cô ấy rồi. Dận Lai vốn dĩ nhát gan, nhưng tâm địa không xấu, làm việc rất ổn. Cô xem mấy hôm nay, nhóm lò nấu cơm, giặt quần áo, việc nào cô ta cũng làm. Những việc này phụ nữ cũng làm được mà. Anh ta là đàn ông, mà đàn ông thì nên làm gì? Đàn ông nên làm những chuyện lớn, gây dựng sự nghiệp lớn. Chị cô cũng nên để cô ấy ăn xong bữa cơm. Anh thương anh ta à? Nếu thương anh ta thì đi tìm anh ta về đây.
Anh đến đây làm gì? Giận Lai, đường đường là một người đàn ông mà lại giận phụ nữ sao? Quay về ăn cơm đi. Anh về mà ăn đi. Anh bớt mấy trò này đi. Đừng quản tôi. Tôi hiểu cậu bây giờ nghĩ gì. Tôi nói mấy câu thật lòng nhé. Du Thừa Luân tôi cả đời này chỉ yêu một mình A Lan thôi. Cho dù người con gái khác có tốt thế nào thì cũng không thể thay thế cô ấy được. May mắn là lúc A Lan gặp nạn, tôi đã ngầm thề với lòng, đợi sau khi báo được thù, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Du đại ca, tôi xin anh một chuyện được không? Chỉ một chuyện thôi. Xin anh buông tha nhị tiểu thư. Anh cứ như vậy hại chết cô ấy mất. Sao cậu nói vậy? Cô ấy tính tình nóng như lửa, không biết trời cao đất dày. Cứ theo anh như vậy, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Giận Lai, cậu yên tâm. Những việc thật sự nguy hiểm, tôi sẽ không để nhị tiểu thư làm đâu. Còn nữa, hành động lần này cả hai người đều không phải đi. Mình tôi đi là được rồi. Thật sao? Được rồi, mau dọn cơm đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cậu chủ, bác sĩ Trần gửi thư tới, nói là cô ấy sẽ không tới buổi kỷ niệm 30 năm thành lập đâu. Sao bây giờ mới đưa tới? Tam tiểu thư, cô thật là biết hành hạ người khác. Cục trưởng có lệnh, đội trinh sát chúng tôi có nhiệm vụ giám sát bảo vệ cho lễ kỷ niệm của tiệm đá quý. Cô thì hay rồi, bắt tôi mang rượu đến cho cô. Đang muốn chơi tôi phải không? Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đợi anh đến mang chỗ rượu này đi uống mừng đấy. Sao chứ? Chỗ rượu này của cô là để chúc mừng Phương Nguyên. Tôi cũng là thuận nước đẩy thuyền. Nếu tôi biết chỗ rượu này là của tên khốn Phương Nguyên, tôi thà đập nát còn hơn, để hắn ta lợi dụng được tôi. Tôi cứ tưởng là cô và cục trưởng muốn uống rượu cùng nhau. Anh đúng là đồ óc bả đậu. Có một câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sao anh không hiểu chứ? Bây giờ Phương Nguyên có thế lực, chúng ta phải nhân cơ hội tạo dựng quan hệ. Người đâu, đem đi. Cẩn thận một chút. Thứ hám tiền. Tôi tiểu thư, nhẹ nhàng thôi. Làm dở tôi hỏi tội các người. Dương Nghị Lăng, đem hai giò rượu này đưa đến Thịnh Hỷ đi. Nhớ kỹ, phải nói là Tô Nguyễn Nhi, Tô tiểu thư tặng. Cô yên tâm. Nhớ kỹ đấy. Đi đi. Được rồi, không còn việc gì nữa. Tôi đi đây. Nào, xin tránh đường. Tránh đường, tránh đường. Bạch Mục Đan, tôi là Bạch Mục Đan. Làm gì vậy hả? Làm giữa bình này của tôi, anh có đền được không? Tiên sinh, rất xin lỗi. Anh xem, tôi đang rất vội, đưa rượu mừng đến cho tiệm đá quý Tây Dương. Nói vậy là anh đang đưa quà đến nhà tôi à? Anh là người của tiệm đá quý sao? Anh không nhận ra tôi sao? Tôi chính là Phương Nguyên, cậu chủ tiệm đá quý đây. Thật sao? Nhưng sao giọng nói của cậu hình như không giống người bản địa. Còn không phải sao? Thời gian trước tôi thường ra ngoài làm ăn, lâu dần sẽ như vậy đó. Vậy cậu không ở trong tiệm, đến đây làm gì? Không thấy tôi đang cầm bình sao? Tôi có dẫn thêm một người nữa.
Nhưng ai ngờ trên đường về, cậu ta lại lóng nha lóng ngóng, nên tôi chẳng còn cách nào khác, đành tự mình cầm về. Cậu xem, lần này náo nhiệt thế này. Được rồi, khách khứa bên trong còn đang đợi tôi. Thế này, anh giúp tôi mang chiếc bình đến đó. Đừng đi cửa chính, đi cửa ngách ấy. Đưa trực tiếp cho người làm là được. Được thôi, cẩn thận đấy. Nào, có chút gọi là. Cậu chủ, cậu thật hào phóng. Cậu yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo. Được rồi, nhớ cẩn thận đó. Vậy tôi đi đây. Được, cẩn thận cái bình nhé. Yên tâm đi. Xin tránh đường. Xin tránh đường. Xin tránh đường. Dạ hương lầu này thật là thơm quá. Lâu lắm không đến rồi. Hôm nay chúng ta lại đến nhé. Làm gì vậy? Đưa quà. Ai bảo anh mang đến? Tô Uyển Nhi, Tô tiểu thư bảo tôi mang đến. Tô tiểu thư? Tô tiểu thư nào? Chính là người đã từng ngủ cùng cục trưởng Chu của các anh đó. Cái tên này, những câu như thế cũng nói được. Các anh từ từ thôi. Cái bình đó là của cậu chủ nhà các anh đấy. Biết rồi. Dư tiểu thư, quà của Tô tiểu thư là một chiếc bình quý và rượu. Để đây đi. Được. Chúc mừng, chúc mừng. Được, được, cảm ơn. Ông chủ Phương, cục trưởng Chu, chúc mừng, chúc mừng. Nhưng được lời mời của anh, Lập Văn rất vinh hạnh. Cục trưởng Chu khách sáo quá. Lễ kỷ niệm lớn như vậy mà không mời cục trưởng Chu thì sẽ là thiếu sót. Ông chủ Phương chê cười rồi. Sau này trước mặt ngài Kitano, tôi còn cần ông chủ Phương nói vài lời. Khách sáo rồi, cũng xin nhờ cục trưởng Chu chiếu cố. Cậu chủ, chúc mừng anh. Nhìn mặt anh sắc khí ngời ngời, ấn đường sáng lạng. Nhìn một cái là biết người có phúc. Cô đến đây làm gì vậy? Đáng ghét, sao tôi có thể không đến? Dù sao tôi và cậu chủ đây cũng là chỗ quen biết cũ. Phải rồi cậu chủ, quà tôi tặng anh có hài lòng không? Quà gì vậy? Tôi đã sai người đưa đến 2 giờ rượu cất giữ lâu năm của Trần gia. À, ở bên đó, tốt quá. Nhưng không tặng quà cũng không sao mà. Chỉ cần cô đến thì đã là khách quý rồi. Anh em, cậu chủ đây thật biết ăn nói. Rất hợp ý tôi, nhất định tôi sẽ thường xuyên đến. Được, được. Ngài Kitano, Lưu Phu Nhân đến. Lưu Phu Nhân, Phương Nguyên, Lưu Phu Nhân, Cố Vấn Kitano đại giá quang lâm, là vinh hạnh của chúng tôi. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn Lưu Phu Nhân. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tiệm đá quý của ông chủ Phương, tôi đương nhiên đến chúc mừng rồi. Đây là gia nghiệp mà tổ tiên tôi truyền lại. Có điều hiện giờ chiến tranh loạn lạc, cửa tiệm nhỏ cũng chỉ cố gắng qua ngày thôi. Nước chảy bèo trôi thôi. Phương Nguyên à, sau này nếu có việc gì thì cứ tìm tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn Lưu Phu Nhân đã quan tâm. Cảm ơn bà rất nhiều. Cậu chủ, khách khứa đã đến đủ. Được, Phương Nguyên, vậy cậu nói vài câu đi. Vâng. Thưa các vị khách quý, hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập của tiệm đá quý Tây Dương chúng tôi. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. 30 năm không phải là ngắn nhưng cũng không dài. Nhưng Phương Mộ biết rằng nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ của quý vị thì tiệm cũng không có ngày hôm nay. Vì vậy Phương Mộ quyết định hôm nay sẽ giảm giá 40% các loại trang sức. Hay lắm. Còn nữa, chúng tôi quyết định cậu chủ, anh không sao chứ? Cậu chủ, Lưu Phu Nhân, không sao chứ? Cố Vấn Kitano, ngài không sao chứ? Phương Nguyên, cậu không sao chứ? Không sao,
Hôm nay cậu lại cứu tôi rồi. Đâu có, đâu có. Cậu mau ra ngoài xem tình hình đi, xem còn có ai bị thương không. Thì mau đưa đến bệnh viện. Được, đi thôi. Đợi đã. Hai người ở lại. Hai người ở lại. Cẩn thận. Lưu phu nhân, bà không sao chứ? Đúng, tôi không sao. Tôi vẫn chưa bị nổ chết đâu. Cậu làm cục trưởng cảnh sát kiểu gì vậy? Có người đặt thuốc nổ ngay trước mũi cậu mà cậu lại không hề hay biết. Cậu và đám tay chân của cậu là một lũ ăn hại. Dân dân, ăn hại, dân dân. Chị Như Ca, chị Như Ca, người của tiệm đá quý Tây Dương gọi điện tới, nói rằng mới xảy ra một vụ nổ. Nổ? Có ai bị thương không? Phương Nguyên không sao, chị yên tâm. Chỉ có mấy người qua đường bị thương thôi. Chuẩn bị tiếp máu, lát nữa có người bị thương đến làm phẫu thuật. Cục trưởng Chu, cố vấn Titanio muốn giúp xây dựng Tô Châu thành một thành phố kiểu mẫu của Đông Á. Cậu là học sinh của ông ấy, cậu không thể làm mất mặt ông ấy được. Dân dân, là do tôi thất trách. Thưa thầy, học trò thất trách, xin thầy trách phạt. Sự việc đã xảy ra rồi, xin lỗi cũng vô ích. Hãy điều tra triệt để đi, bắt được hung thủ, trừng trị nghiêm khắc. Rõ. Người của tiệm đá quý cũng phải điều tra. Rõ. Đi thôi. Chậm thôi, từ từ thôi. Cẩn thận. Đưa anh ấy đi xử lý vết thương đi. Nào, cẩn thận chút. Ngọc Bình, mau xử lý vết thương đi. Mau, đợi tôi làm phẫu thuật cho máy. Bên này. Đây thật sự là ngoài ý muốn. Anh vẫn chắc chắn sao? Mục tiêu của các anh là người Nhật phải không? Đây thật sự là ngoài ý muốn. Anh vẫn không chịu nói cho em biết bất cứ điều gì. Cái gì cũng không thể nói cho em biết, phải không? Em cho rằng là anh làm sao? Bây giờ anh nói cho em biết, không phải anh. Phương Nguyên, anh quả là thâm sâu khó dò. Không ai có thể nhìn rõ con người anh. Anh lại còn mời cả em và Cận Ngữ Đường đến tham gia buổi tiệc chúc mừng. Anh mời em là vì anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em. Anh muốn em và Cận Ngữ Đường đến đó như những tên Hán Giang phải không? Xem lại nghĩ vậy. Em nghĩ rằng anh có thể làm tổn thương em sao? Em không biết. Như Ca, em còn nhớ tiếng chuông của Hàng Sơn Tự không? Em nhớ. Một Phương Nguyên mà em đã từng yêu, nhưng em lại không muốn gặp Phương Nguyên của hiện tại nữa. Nói, cái bình phú quý đựng thuốc nổ đó là ai để đó? Ai đưa đến? Nếu không nói thật, tôi sẽ cho ăn đạn hết. Là A Cửu để ở đó.
A Cử là ai? Ai là A Cử? Bình là do tôi để. Nhưng tôi xin thề, tôi không hề biết bên trong có thuốc nổ. Ai đưa bình đó cho cô? Là Tô Nguyễn Nhi. Tôi thử thư tặng ạ. Cô nói dớ dẫn gì vậy? Không phải của tôi. Tôi chỉ bảo phu xe đưa 2 giờ rưỡi tới thôi mà. Bình phú quý nào, tôi đâu có biết. Nhưng mà phu xe đó nói cái bình phú quý đó là do Tô Tiểu Thư tặng. Vậy tên phu xe đó là ai? Tôi không biết nữa. Cục trưởng, tôi biết phu xe là ai. Là Dương Nhị Lâm. Cốc gia, có chuyện gì vậy? Đi với tôi một lát. Nhưng tôi... Đưa đi, đi. Cốc gia, tôi... Nói đi. Có phải ông đặt thuốc nổ không? Thuốc nổ nào chứ? Giả ngây giả ngô à? Có người làm chứng. Vụ nổ ở tiệm đá quý là do ông làm. Cốc gia, ngài cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám làm chuyện đó. Bình phú quý không phải là do ông đưa tới sao? Không, là do ông chủ Phương bảo tôi đem đến mà. Ông chủ Phương, cậu chắc chắn Dương Nhị Lan không nói dối chứ? Hắn không dám đâu. Phương Nguyên tự làm nổ tiệm của mình. Hắn đang dùng khổ nhục kế để không gây nên sự nghi ngờ. Khổ nhục kế cái con khỉ. Sao Phương Nguyên không đặt thuốc nổ trong tiệm luôn đi? Lại còn sai Dương Nghị Lan mang bình tới. Đây có lẽ là do tâm lý của hắn, muốn bày trò cho vui. Không hợp lý. Cục trưởng, có hợp lý hay không? Chúng ta bắt hắn lại thẩm vấn đã. Không phải chúng ta có nhân chứng sao? Xem ra bây giờ chỉ có thể thử xem thôi. Nhớ kỹ, nhất định phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Đã rõ. Phương Nguyên của ngày xưa em đã từng yêu, nhưng Phương Nguyên của hiện tại em lại không muốn gặp. Ông chủ Phương, ở đây đợi đại tiểu thư à? Cút. Gặp phải chuyện lớn như vậy mà vẫn cứng miệng nhỉ? Ông chủ Phương, tôi thấy anh không gặp được đại tiểu thư nữa rồi. Các người to gan, dám chỉ súng vào tôi. Ông chủ Phương, tôi làm gì có gan đó. Ông chủ Phương, tôi cũng chỉ làm theo lệnh cục trưởng thôi. Vì vậy, xin anh hãy phối hợp. Mời anh. Mau đi đi. Được. Ông chủ Phương, ông chủ Phương, nào, uống ly trà. Cục trưởng Chu, thế đây là thế nào? Dù sao tôi cũng là một thương nhân đàng hoàng, làm vậy hình như hơi quá đáng. Ông chủ Phương, đây là trách nhiệm của tôi, xin thông cảm cho. Đi vào.
Cục trưởng, tôi đưa người đến rồi. Hắn chính là Dương Nghị Lăng. Hắn... Dương Nghị Lăng, tôi thấy anh cũng là người thật thà. Chắc bị ông chủ Phương lợi dụng hả? Dân. Ông chủ Phương bảo tôi mang bình đến tiệm đá quý. Việc này đâu có liên quan gì đến tôi. Vậy tôi hỏi anh, tôi là ai? Tôi đâu có quen anh. Nhìn cho kỹ đi. Không quen thật không? Anh ta chính là ông chủ Phương. Không, anh ta không phải. Ông chủ Phương, người đó không cao như anh ta, lại béo hơn anh ta, mắt cũng không to. Còn nữa, khẩu âm cũng không phải. Khẩu âm ông chủ Phương đó thế nào? Là khẩu âm người Đông Bắc. Cục trưởng Chu, có cần đối chất nữa không? Tình khốn này, Dương Nghị Lăng. Tôi đã nói không phải ông chủ Phương thì là không phải. Anh cứ khẳng định anh ấy là người sai anh đến đưa cái bình. Good. Dân. Ông chủ Phương, là hiểu lầm. Anh xem, chuyện xảy ra ở tiệm đá quý của anh khiến cố vấn Kitano vô cùng tức giận, ra lệnh cho tôi trong 3 ngày phải bắt hung thủ. Tôi chẳng còn cách nào, nên buộc tôi phải mời anh tới đối chất. Hiểu lầm thôi. Cậu nghe rõ chưa? Là cục trưởng Chu mời tôi đến. Còn cậu thì sao? Bắt tôi đến đây. Tôi cho cậu biết, sau này nghe mệnh lệnh thì nghe cho rõ ràng. Thủ khá lắm. Cục trưởng, cứ vậy để hắn đi sao? Không để hắn đi thì làm thế nào? Đuổi theo đi. Tự chuốc lấy nhục nhã. Dọn dẹp chỗ này đi. Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới về? Đến cục cảnh sát đối chất. Đối chất. Người sai Dương Nghị Lăng đưa thuốc nổ đến, mạo xưng là tôi. Cô dọn dẹp đi, tôi lên lầu trước. Về rồi à? Sao rồi? Thành công không? Đừng nhắc nữa. Khó khăn lắm mới chế được thuốc nổ. Cuối cùng không hại được một cọng tóc của lũ giặc. Tức chết đi được. Tôi nói rồi mà, cách cũ rích này của anh không dùng được đâu. Bây giờ thì hay rồi, chuyện chính không xong, muốn chạy cũng không được. Sao anh chỉ biết bỏ chạy vậy? Không ra được khỏi thành cũng tốt. Ẩn nấp ở đây 2 ngày, đợi sóng gió qua đi, chúng ta tìm cơ hội ra tay. Tất cả các hộ trong thành, nhà khách lớn nhỏ, cửa hàng sắt, quán trà, bến tàu, bến xe, ngay cả hồ nước tôi cũng tìm rồi.
Hung thủ là người nơi khác, nói giọng địa phương. Ở nơi công cộng rất dễ bị phát hiện. Hắn nhất định đang trốn ở một nơi khác. Thưa thầy, tôi cảm thấy hung thủ không phải là người của đảng Cộng sản hay quân đội. Tại sao? Người của đảng Cộng sản hay quân đội nếu muốn gây vụ nổ sẽ không dùng những thứ thuốc nổ kém như vậy. Hơn nữa lại là một người nơi khác ra tay. Thưa thầy, qua điều tra thì vụ nổ ở tiệm đá quý Tây Dương không liên quan tới ông chủ Phương. Vậy cậu nhận thấy hung thủ có thể là ai? Việc này, hung thủ có lẽ là một tổ chức ám sát trong dân chúng. Như Ngọc, Như Ngọc, cảnh sát tới rồi, mau rút thôi. Những người khác đi theo tôi. Rõ, đi theo. Đứng lại. Làm gì vậy? Tìm người thân. Chu Lập Giang, sao anh đích thân dẫn người đến làm loạn ở nhà tôi? Mau bỏ súng xuống. Mù rồi à? Không thấy lính của đội cảnh vệ sao? Sau này dám làm phiền đại tiểu thư, tôi lột da anh, nghe rõ chưa? Bây giờ không phải lúc khóc lóc. Mới có một đám quan chức cao cấp ở Nam Kinh đến Tô Châu, chuẩn bị kiểm tra đội cảnh vệ. Kitano có lệnh, tôi cũng có lệnh. Đây mệnh lệnh cho chính bộ trưởng Đồng ở Bộ Nội vụ giết. Hồ lão đệ, cậu chịu khổ rồi. Tôi là Fusui Arimichi của Bộ Nội vụ, đến để đón cậu rời khỏi đây. Ngài Fusui, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Tôi phụng mệnh lệnh của thượng cấp, phải lập tức đưa người đi.